Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần thì em lại tiếp tục giao lưu với cả nhà những cây bông trang lá hẹ. Bông trang lá hẹ một cốt à. Wow, bữa nay ảnh lên cỏ quá trời cả nhà. Và hiện tại là cây đang cho hoa, cho nụ. Đây là cái mặt hoa của bông trang lá hẹ nha cả nhà. Đây còn cái thân của ảnh nè, thân một cốt à, cái cốt là bằng ngón tay luôn ạ. Quá chừng luôn. Thì giờ em review từng cây để cho cả nhà lựa nha. Cỏ nè, mỗi lần review giới thiệu đến cả nhà thì sẵn đó thì có cỏ thì mình cỏ luôn, tiện một công đôi việc à. Cả nhà cuối tuần chủ nhật có đi đâu chơi không à? Chuẩn bị cuối tuần này là lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Tất cả đều được nghỉ 4 ngày liên tục. Chắc là cả nhà sẽ để dành ngày nghỉ 4 ngày liên tục để đi chơi, để có thời gian nhiều hơn. Đây là cây bông trang trắng. Bông trang trắng một cốt. Bên này trắng một cốt luôn, trắng tinh khôi. Trắng đẹp. Quá đẹp, cái dáng này, dáng thác đổ nè cả nhà. Dáng thác đổ, đẹp quá. Cả nhà mua cây bông trang bên em là cứ yên tâm à, cứ inbox Zalo kết bạn rồi cái em gọi rồi em quay từng cây cho cả nhà. Cả nhà ok cây nào là em sẽ gửi đúng cây đó nha cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm à. Tại vì mình mua cây mà, mình được quyền xem rồi thỏa thuận trước, xem cây nào ok là phải giao đúng cây đó. Nếu như không đúng cây đó thì khách hàng là không nhận cây nha. Cây đó là chất lượng khi mà mình gửi cây. Cây lá hẹ một cốt. Lá hẹ một cốt luôn nha cả nhà. Cái lá hẹ này ảnh nhìn ảnh lạ lạ. Cái lá thì là lá hẹ mà trang thì cái ảnh kim, ảnh nhọn nhọn. Ảnh nở hết cỡ thì ảnh cũng cái cánh ảnh nhọn hoắt rồi. Thành ra gọi là trang kim, trang lá hẹ. Cả nhà ưng ý cái bông trang ở giây phút thứ mấy thì cả nhà chụp màn hình gửi cái inbox Zalo em, rồi là em gửi y chang cây đó luôn cho cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm ạ. Quá chừng cỏ. Nhiều khi mình đi làm rồi tối rồi về ngủ nghỉ suốt cái mình không có thời gian nói chuyện. Mà mình đi ra thăm vườn gì nè, mình review cây xong rồi mình nói chuyện review cho cả nhà cũng đỡ buồn à. Đó, nhổ cỏ lên cái thấy thân một gốc rõ ràng, nhìn đẹp hơn. Mình chăm cho cái cây á, bón phân cho cây thành ra cái anh cỏ anh cũng tốt theo luôn. Rồi.
trang lá hẹ luôn nha cả nhà. Đó. Mấy anh này thì mấy cái bông trang trắng, dáng anh đẹp ghê chừng, hơn một cốt. Anh này lá trái tim nè, cây lớn nè, một cây trái tim lớn. Cả nhà ưng cây nào cứ inbox em nha. Anh này là lá xoắn vàng, lá xoắn vàng. Cái này là trang thái đỏ. Trang thái đỏ thì cũng khá phổ biến rồi. Rồi. Đây là mấy anh cà rốt nha cả nhà. Anh này trang thái đỏ. Anh này đỏ, anh này cà rốt nè. Màu cà rốt màu rất là tươi luôn. Cả nhà thích màu cà rốt thì inbox em nha. Còn anh này là màu vàng nghệ, lá nhỏ vàng nghệ. Đó, tươi chưa? Đỏ, vàng nghệ, cam, cà rốt. Vòng nhé. Cái gốc này ảnh quái quái nha. Gốc to lắm cả nhà ơi. Anh này cũng là lá hẹ. Lá hẹ tranh kim. Anh quay xa xa này cả nhà thấy mà mê luôn. Còn cái gốc ảnh nè. Gốc ảnh quái ghê không? Trên đỏ này ảnh có hộp luôn nè cả nhà. Hộp ảnh đen thui à. Rồi. Em quay sơ lược cho cả nhà xem cái video chủ nhật cuối tuần hôm nay, để cả nhà có thể lựa chọn những cây mà mình thích nhất. Em xin cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Em hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em nhé. Ủng hộ em bằng cách là like video. Ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube của em thì cho em xin một like, một lượt đăng ký, để mỗi khi em có video mới là sẽ thông báo đến cả nhà để cả nhà vào xem ủng hộ. Tất cả đều là miễn phí ạ. Rồi em chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.